Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên em đây đang có 5 cái con Samsung Quantum 2 nha các bác. Thì con này em thấy nó khá là ngon nhưng mà lại ít được biết đến ấy. Thì nhân tiện em có 5 con đây, em sẽ test cho các bác biết được xem là nó có cái gì mà nó lại ngon như vậy. Thì 5 con này em đã test hết rồi các bác nhé. Thì đây, em đã test hết ở đây rồi. Và 5 con này đều là 5 con đẹp hết nhé. Ở cuối clip em sẽ test chi tiết cái ngoại hình từng con một nhé. Thì bây giờ em sẽ test đại diện một con thôi, để mà cho các biết được là nó có gì mà ngon, và so với con Samsung, à quên, so với con LG V60 thì nó có gì hay ho nhé các bác. Em tạm thời em để ra ngoài nữa nhé. Rồi, thì trước tiên ấy, là cái con này ấy, nó có hai màu nhé các bác. Thì một là cái màu đen này, và một cái màu này nó hơi hơi trắng và hơi ám về màu tím ấy. Thì có thể là qua cái ánh điện với qua cái camera của máy ảnh thì các bác không không nhìn ra, nhưng mà nhìn thực tế thì là nó sẽ hơi ánh tím một chút, và khung viền là khung viền kim loại nhé các bác. Nhưng mà mỗi tội là cái nắp lưng ấy, nó lại là bằng nhựa nhé các bác. Đấy, nắp lưng bằng nhựa đấy, thế mới đau chứ. Còn lại thì bằng kim loại hết nha các bác, mặt trước thì vẫn bằng kính thôi, và em sẽ test từng cái cho các bác biết xem nó ngon như nào nha các bác. Thì đây, trước tiên là về cái ngoại hình của nó, thì con này này các bác thấy không, nó có cái ngoại hình rất là ngon luôn đấy các bác. Đây, các bác nhìn này, nó có cái thiết kế nó rất là đẹp luôn. Thứ nhất là ba cạnh, hai cạnh bên này và cạnh trên này nó khá là đều nhau và rất là mỏng luôn nha các bác. Đây, các bác có thể thấy đây, nó rất là mỏng, chỉ duy nhất có cái cạnh dưới này nó dày hơn một chút thôi, một chút chút thôi nha các bác. Đấy, nhưng mà nó rất là, em thấy như này nó rất là ngon rồi, nó khá là hoàn hảo rồi, nó không như con V60 của bên LG. Đây, bên các bác có thể thấy, bên LG thì các bác thấy này, nó dày cộp cả bốn cạnh luôn. Đấy, như bên này thì em thấy là nó thiết kế nó thanh thoát hơn rất là nhiều luôn, và nó làm cái camera đục lỗ này nó rất là tuyệt vời luôn nhé. Nó cảm giác nó không bị thô như kiểu là làm viên thuốc hay là làm cái giọt nước gì đấy. Đấy, và cái lỗ của camera này nó cũng rất là bé luôn nha các bác. Đây này, các bác có thể thấy này, để em cho các bác xem. Đây là con S22 cộng em đang dùng nhé. Thì em sẽ cho các bác xem là nó bé như thế nào. Đây, nó có bé bằng con này không? Đâu rồi? Đây, đây cho các bác. Đây này, đấy. Hai cái đục lỗ này nó, em thấy nó bé như nhau luôn các bác nhé. Đấy, nó bé như nhau luôn. Đấy, cái thời cái con tầm trung như này mà đã làm được cái đục lỗ bé như con S22 cộng luôn nha các bác. Đấy, em thấy nó rất là đẹp luôn. Rồi, đấy thì là về cái màn hình thì là thiết kế kiểu đục lỗ này rất là ngon rồi. Và thứ hai nữa ấy, là cái màn hình này nó là màn hình 2K nha các bác, và nó có tần số lên đến 120 Hz nha các bác. Đây, đây các bác này, đây đây các bác, độ phân giải này, đây có thể lên đến 1440 này. Đây, có thể bật lên. Đấy, và cái độ phân giải, à, bên cái tần số quét đây. Đây, các bác có thể này. Đấy, nó có tần số quét là 120 và 60 này. Đấy, tuy nhiên ấy, thì khi mà các bác để cái độ phân giải lên đến 2K ấy, thì nó lại chỉ cho các bác cái đây này. Cái tần số chỉ là 60 thôi nha các bác. Có nghĩa là cái tần số 120 Hz ấy, nó chỉ ở là Full HD thì mới có đấy nhé, còn lên 2K thì nó lại bị mất 120 Hz, lại không bật được. Đấy, cho nên nó cũng hơi của chuối tí. Nếu mà nó 2K và 120 Hz thì nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên ý, thì là nó có 120 Hz thì nó đã ngon rồi nhé. Nó đã ngon hơn con V60 rồi. Con V60 này cũng chỉ có màn hình Full HD thôi, nhưng mà lại chỉ có tần số là 60 thôi nhé. Tuy cái tần số ấy, nó không ảnh hưởng đến việc đẹp hay xấu của màn hình, nhưng mà khi mà có tần số 120 Hz ấy, thì nó làm cho máy nó mượt hơn rất là nhiều cho các bác. Cái này thì không phải là tranh cãi gì nữa. Rồi, ok. Và cái màn hình này em thấy nó cũng cũng khá là đẹp, nó không 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 xấu, hay là nó có hiện tượng ám màu hay là nó quá là vàng ấy. Đây, như các bác thấy này này. Nếu như các bác để chế độ sinh động này, các bác hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái những cái tông màu này đấy rất nhiều, và trong cái đặc trưng cao này các bác có thể điều chỉnh cái RGB này thoải mái luôn nha các bác, tùy vào cái nhu cầu của các bác thôi.
nó điều chỉnh rất là tốt. Đấy, nói chung em thấy là ok, màn hình này nó đẹp và có thể tinh chỉnh được nha các bác. Đấy, nói chung là ngon. Đã đến là về cái màn hình nhé, còn cái về âm thanh ấy, thì con này ấy, nó có cả loa stereo ở trên và dưới luôn nha các bác, và nghe nó rất là to luôn nhé. Nếu em đã dùng con này rồi, em dùng con này được tầm một ngày rồi, thì em thấy là cái nếu mà so với cái con loa ngoài của con V60 này thì đương nhiên nó vẫn thua, nhưng mà nó đã rất to rồi và nó chả có gì điểm gì chê cả. Nếu mà so với những con kiểu là G8 hay là V50 thì con này nó hơn đứt luôn. Nói chung là con này đàn loa rất là ổn luôn. Cái này thì các bác cứ yên tâm nhé, không phải sợ. Đấy. Rồi, và tiếp theo về vấn đề bảo mật ấy, thì là cái con này nó có cái vân tay trong màn hình nhá, và vân tay này rất là nhạy luôn nha các bác. Đây thì em đã có cài vân tay ở trong cái con này rồi. Đây. Đấy, rất là nhạy luôn, các bác thấy không? Mở rất là nhạy và một chạm luôn nha các bác. Rất nhẹ luôn nha. Đấy. À quên, con này thì vẫn là màn hình AMOLED đấy nha các bác. Nó không phải là màn hình LCD được, con này là độ màn hình AMOLED, cho nên là cái bộ đen nó rất là sâu nha các bác. Và ngoài ra con này cũng có cái bảo mật nữa, là bảo mật bằng khuôn mặt, nhưng mà con này chỉ 2D thôi nha các bác, cho nên nó cũng bình thường thôi. Đây này, em đã có cài đây này. Đấy. Ví dụ nhé, khuôn mặt thì các bác phải mở lên này, đấy, phải mở lên và còn phải gạt phát nữa, đấy. Thì nó cũng hơi hơi lâu. Em thì có thì em test cho các bác thôi, đấy, nói chung là cũng ngon, đấy. Rồi, và con này thì cũng lược bỏ mất cái jack 3.5 rồi nha các bác, nó chỉ có cổng C thôi, đấy, và chỉ có hai mic trên mic dưới. Và tiếp theo là cái phần sim ấy. Sim thì con này thì chỉ có một sim thôi nha các bác nhé, nó không có hai sim đâu. Đây, sim con này thì em đã gắn lên đây rồi, và nó chỉ có một sim thôi nha các bác. Cái khay này khay thẻ nhớ nha các bác, cái này khay thẻ nhớ, các bác không thể gắn sim vào đây được và nó cũng không nhận đâu. Cái này chỉ có một sim thôi nhá, và đây là bản Hàn nha các bác. Đấy. Thì em sẽ thử test luôn cái sim cho các bác xem. Đấy. Rồi, test sim nhé. Đây, có game của gọi này các bạn thấy không? Đấy. Đấy, tiệm cận bình thường nhé. Rồi. Đấy, thì tất cả những con bốn con kia em đều test như này hết rồi nhé các bác yên tâm nhé. Sim sóng em cắm vào em test hết rồi, các bác mua hoàn toàn yên tâm. Và cái màn hình của nó ấy, cái màn hình nó cũng còn rất là mới thôi, để em lấy em lau. Tất cả những con kia cũng vậy, nó còn rất là mới thôi nha các bác. Đấy, con kia tí nữa em sẽ cho các bác biết là nó rất là mới luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Nói về phần camera ấy, thì cái con này ấy, nó có ba cái camera ở phía sau này này. Đấy, ba camera ở phía sau. Thì theo thông số ấy, thì nó có một cái cam là 64 MP luôn cho các bác, và một cái cam là 12, và một cam là 5 MP nhé các bác. Còn cái cam selfie đằng trước này nó có độ phân giải là 10 MP nhé. Đấy, thì em thấy là về thông số thì nó cũng khá là to đấy. Thì cái con này đương nhiên em cũng không có thời gian để mà test nhiều cái phần camera của nó, nên em cũng không đánh giá được là nó có hơn hay là thua con V60, nhưng mà em nghĩ là thua thôi, tại vì nó là cái dòng tầm trung của Samsung thì nó sẽ không thể bằng cái phòng flagship của LG được. Đấy, cho nên là em đánh giá thì nó chắc là chỉ ở mức đủ dùng thôi. Tuy nhiên thì như thông số em thấy là khá là ngon nha các bác. Đấy, cái cam 64 MP là cam bình thường nhé, còn cái cam 12 MP là cam góc siêu rộng nha các bác. Còn cái cam 5 MP thì nó là góc macro nha các bác. Đấy, nó rất ngon. Con này em thì ghét mỗi nó là cái khung nó bằng nhựa thôi. Còn nhựa thì đương nhiên các bác thấy đây đấy, nó sẽ hay bị xước hơn, nó sẽ bị xước hơn là bằng kính nha các bác. Đây, như con này nó trông cầm nó hơi rẻ tiền và nó hơi xước ấy. Đấy, con này thì được bộ cái màn hình cầm thì nó trông nó thanh thoát hơn con V60 rất là nhiều. Đấy, và về phần pin nhé, đây phần pin đây các bác. Thì phần pin ấy, thì con này nó có cái dung lượng pin là 4.500 ampere nhé. Đấy, thì 4.500 mAh đấy các bác. Đấy, các bác muốn đọc gì đọc. Thì em có cài cái phần mềm này đấy, để mà check cái dung lượng pin còn lại, như như kiểu là cái phần mềm này báo cáo này, như kiểu cái dung lượng được báo cáo bởi Android này. Đấy, thì em thấy là cả năm con này luôn nhé, cả năm con này luôn.
thì nó đều báo là 4370 hết nha các bác. Em cũng chả hiểu nó báo ảo hay báo thật nữa, cho nên là em thấy là phần mềm này nó cũng chỉ để mà tham khảo thôi các bác. Đây các bác thấy đấy, con này nó cũng báo là 4370 nha các bác. Đấy, cho nên là em nghĩ là phần mềm nó sai rồi. Đấy, còn phần mềm, còn cái trên này là không đúng đâu nha các bác. Cái phần mềm, cái chỗ đếm, bộ đếm sạc này này, nó đang con này là 3710, con này là 3346 này, thì con này nó sẽ ăn theo cái phần trăm pin trên này này. Phần trăm pin thì còn nhiều thì cái số này sẽ tăng, phần trăm ít thì số này sẽ giảm nha các bác. Cho nên cái này các bác cứ nghĩ là cái chỗ này là để mà phần trăm pin còn lại nhé. Đấy, cái chỗ này là phải đúng này, nhưng mà em thấy là nó báo ảo lắm. Em thấy là nó không 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 thể nào mà dựa vào cái này để mà bảo là pin con này đã bị chai khoảng hơn 100 mAh đâu. Đấy, không phải. Đấy. Và tiếp theo là cái cấu hình của con này. Thì cái cấu hình con này là nó dùng cái chip là 855 cộng nhé. Có nghĩa là nó đây này, nó ngon hơn với con V50 rất là nhiều. Con V50 chỉ là chip 855 thôi, và con V60 này là chip 865, thì có thể nó sẽ thua con chip 865 của V60, nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ nhanh hơn con V50. Đấy, và pin cũng thế, pin chắc chắn sẽ ngon hơn con V50. Có thể là cái màn hình nó là 120Hz thì có thể là nó ăn điện nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn là em nghĩ nó sẽ ngon hơn, pin hơn con V50 nha các bác. Đấy, và RAM con này thì chỉ có 6GB thôi nha các bác. Đây, RAM này, RAM chỉ có 6GB thôi. Và bộ nhớ trong chỉ là 128GB thôi nha các bác. Đấy. Bluetooth 5.0 này. Đấy. Đây, màn hình đây, các bác có thể thấy này. À, Dynamic AMOLED 2X này. Đấy. Và cái màn hình này nó có cái kích thước là 6,64 inch nhé, mà họ hay gọi là 6,7 inch cũng được. Đấy. Rồi. Đấy, xem còn cái gì nào. Ok các bác. Thì vừa rồi là em giới thiệu một số cái tính năng nó vượt trội ở trên con Tung 2 này. Thì bây giờ em sẽ test cái ngoại hình từng con cho các bác để các bác tiện mà các bác lựa chọn nha các bác. Thì đương nhiên là năm con này em đều test hết rồi nha các bác. Em đều test hết rồi. Và nó đều còn rất là mới 99%, tuy nhiên thì nó sẽ có những cái điểm xây sát nhẹ. Thì em sẽ test ngoại hình thôi, còn tất cả các chức năng như kiểu là wifi này, wifi này, rồi sóng, sim sóng này, rồi cắm sạc này, cắm sạc nhé, cắm sạc cắm hết rồi nhé, cắm sạc này, rồi cắm máy tính này, rồi nói chung là check cái L1 này, L1 em cũng check hết rồi nhé, năm con này đều là L1 hết nha các bác, em có ghi ở lắp lưng hết rồi, cho các bác yên tâm nhé. Thế thì bây giờ em sẽ chỉ check cái ngoại hình thôi cho các bác xem thôi nhé. Thì trước tiên là cái con số 914 này này, đây em đã check ngoại hình này, 90% L1 này, pin này, thì con này nó đang bán với giá là 5.3 củ nha các bác. Đấy, cho máy trần nha các bác. Đấy, thế đây, trước tiên là cạnh dưới này, rồi cái dưới còn rất là mới nhé, cổng C này cũng còn gần như chưa xước nha các bác. Đây, đây là cạnh phải này, cạnh phải cũng thế. Tuy nhiên là cái khung viền bằng kim loại này thì nó hơi hơi sức xăm xăm, nhưng mà em thấy thế như thế là còn rất là đẹp rồi. Đây, có thể thấy này, rất là đẹp luôn. Rồi, đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế, còn rất là đẹp luôn nha các bác. Cái khung viền kim loại này nó bong bóng kiểu này nó hay bị sức xăm nha các bác. Đấy, nhưng mà như thế này còn rất mới rồi. Đấy. Đây, cạnh trái thì không có gì, không có phím gì cả. Nó còn rất mới. Đấy. À, thì đây cái cụm camera này các bác. Này, cụm camera này. Thì camera của ba năm con này em thấy nó còn rất là mới nhá, gần như chả sức gì cả. À, chỉ có mỗi cái mặt lưng này này thì nó hơi sức sức tí. Này, mặt mặt lưng thì mỗi con một kiểu, nó hơi sức sức tí. Đây, con này thì nó sức sức khu này. Chỗ này mà phát. À. Còn màn hình đây, màn hình con này thì nó rất là mới luôn. Đấy, các bác, cái màn hình con này em show cho bác rồi, còn rất là mới luôn nha các bác, rất là đẹp luôn. Đó, rồi ok. À, cái này thì em sẽ test nhanh thôi, vì em thấy là năm con này nó đều rất là đẹp luôn đi các bác không phải đắn đo đâu, tại vì năm con này gần như là nó không không có sức sát gì nhiều, nó còn rất đẹp. Đây, đây là con số 714 nhé, nó cũng thế thôi, còn rất đẹp. Đây, em cũng vẫn đang bán 5.3 củ nha. Có một con số 714 này là cái cổng sạc nó hơi sước tí đây này. Đây. Cổng sạc hơi sước tí. Đó.
Đây cạnh trái đây, cạnh trái cũng thế thôi. Nó cũng răm răm rất là nhẹ thôi. Đó. Rồi. Đây là cạnh trên này. Nó cũng gần như chả xước gì cả. Răm răm tí thôi. Rồi. Đây là cạnh phải đây, cạnh phải cũng thế, rất là đẹp luôn. Đấy. Còn đây là cái mặt lưng camera đây, cũng chả xước gì luôn nha các bác. Các bác yên tâm nhé. À, cái lắp lưng màu này em thấy nó khá là đẹp, em thấy nó đẹp hơn cái màu đen kia các bạn. À, đấy, trông nó thanh lịch hơn. Đó. Lắp lưng này đương nhiên cũng có sức râm râm nhưng mà đây, chỗ này đấy, nhưng mà nó như này là đẹp rồi. Đây, đây là mặt trước của con này. Mặt trước con này cũng thế, còn rất là đẹp luôn nha các bạn. Gần như chả xước gì cả. Đó. Rất là ok luôn. Rồi, em sẽ test cầm tiếp nhé. Đây. Đây là con số 234 này, cũng 90% L1. Đấy, em bán là 5.3 củ nhé. Đây, test từng cái con này thì cục sạc ngon luôn. Không sức tí nào luôn. Đấy. À, cạnh phải đây. Cạnh phải cũng thế, rất là đẹp, không sức tí nào luôn. Đó. Cạnh trên cũng thế, rất là đẹp luôn. Đó, cạnh trái cũng thế, rất là đẹp. Mấy cái này thì em test hết rồi mà. Đấy, đẹp. Đương nhiên nó sẽ có những cái vết răm răm nhẹ nhưng mà nó rất là chấp nhận được. Nó rất là bé. Đấy. Đây, con này cũng thế đây. Ở cái cụm cam này, cụm cam cũng thế, rất là đẹp, gần như không xước. Đó. Và đây là mặt trước này. Đấy, mặt trước con này cũng thế, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn nha các bác, không xước tí nào luôn. Đó, ok, tiếp theo này. Đây các bác, đây đây nó con số 143 đấy, nó cũng rất đẹp này. Đây nha các bác, con này thì đây cạnh dưới, đây cạnh dưới cũng rất là đẹp nhá. Cái cổng sạc thì có hơi sức sức phải phẩy ở hai bên đấy, hay phải phẩy nhưng nó mở lắm, khó các bác có thể nhận ra được. Nói chung là nó rất là đẹp. Đây cạnh phải đây, cạnh phải cũng thế, rất là đẹp luôn nha các bác. Đó. Rồi, cạnh trái đây, à bên cạnh trên này đẹp. Cạnh trên này có một cái chỗ hay sim này hơi sức hơn tí này, đấy, hay sim này hơi sức hơn tí này. Đó, chỗ này này, nhưng mà nó cũng mở lắm, cũng bé lắm. Rồi cạnh trái cũng thế, còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây là cái cụm camera. Cụm camera con này cũng thế, cũng còn rất đẹp, không gần như không xước thế nào nữa các bác nhé. Và cái mặt lưng đây. Mặt lưng thì con này đương nhiên sẽ có rất răm răm. Như này, chỗ này. À, các bạn già nhìn thấy nó bé quá mà. Nói chung chỗ này. Này nó cũng rất là mở. Đấy, nói chung có sức răm răm nhẹ nhẹ. Này, còn cái mặt trước đây. Mặt trước con này thấy rất là mới luôn nha các bác, rất là mới luôn, không gần như không xước tí nào luôn đấy. Ờ, rất là đẹp luôn. Rồi ok, còn con cuối cùng này, con cuối cùng em sẽ nó qua đi. Con cuối cùng này cũng rất là đẹp nha các bác. Đây cạnh dưới đây, à con cuối cùng là con 921 nha các bác. Đây cạnh dưới này gần như chả xước tí nào. Cạnh phải đây. Đó. Rồi, rất là đẹp luôn. Cạnh trên này. Rất là đẹp. Chả xước tí nào, gần như không xước tí nào. Cạnh trái đây. Cũng thế. Rất là đẹp nha các bác. Rồi, cụm camera. Cụm camera con này thế gần như chả xước thế nào các bác nhá. Đó. Xem nào, mặt lưng thì con này hơi hơi chảy chảy xấu xấu hơn tí này. Đấy, nhưng mà nó cũng mờ mờ đây này, chảy chảy hơn tí này. Đó. Rồi. Mặt trước con này cũng thế, rất là đẹp luôn nha các bác. Mới tinh luôn. Đó. Đó thì vừa rồi em đã test cho các bác cái ngoại hình của 5 con rồi. Thì
cái con Quantum 2 này em thấy là nó đáng giá hơn kể cả con V60, là nó có cái màn hình tần số là 120 Hz và cái thiết kế của cái màn hình trước này là nó rất là đẹp, nó thanh thoát hơn rất là nhiều. Đấy. Và chip thì đương nhiên nó không bằng con V60 nhưng mà như thế là cũng đã ngon rồi. Đây, trên đây một con này em bỏ đây để so sánh. Đó. Rất là đẹp nha các bác. Đây, các bạn so sánh con V60 đây. Trong khi đó con V60 bây giờ giá chưa đến 5 triệu. Thật sự là giá con V60 là chưa đến 5 triệu nếu cho một con máy T-Mobile ngon, chưa đến 5 triệu. Nhưng mà con này thì nó lên đến 5 triệu 3. Đấy. Đấy. Ngoại hình này. Màn hình này. Khác biệt hẳn đúng không các? Khác biệt hẳn. Đấy. Rồi, ok các bác. Thì con này em thấy nếu như mà các bác nào mà quan tâm về cái hiệu năng ấy, thì có thể là các bác hiệu năng và pin nhé, thì các bác có thể là lựa chọn con V60. Nhưng mà về 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 trải nghiệm về nếu mà các bác không nào không không chơi game ấy, không chơi game mà muốn trải nghiệm mà, hoặc là muốn một cái thương hiệu nó tốt hơn ấy, thì nên mua con này thì nó sẽ hay hơn. Đấy, và con này nó lành ấy. Con này lành, nó chả có lỗi gì các bác ạ. Nó thỉnh thoảng nó như con V60 thì bảo còn bị lỗi chân sạc, thì con này thì hoàn toàn không còn là bị luôn. Và em thấy là nhiều bác dùng con, như có một số bác dùng con Quantum này này thì còn như có một bác thôi là bảo là có thể là bên Samsung nó hay bị sọc màn hơn, thì đương nhiên là bên Samsung nó sọc màn nhiều hơn bên LG nhá các bác, nhưng mà sọc cái này không là do dùng mỗi người thôi, cho nên là các bác dùng cẩn thận không để rơi rớt, không để va đập thì cũng chả sao đâu các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác nhé.